Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn Khủng Long Cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dai cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Khủng long đương nhiên luôn nằm trong top những sinh vật tiền sử gây tò mò nhất với con người. Chúng ta không ngừng đặt ra những câu hỏi về chúng. Nào là làm sao chúng có thể đạt được kích thước khổng lồ như vậy? Chúng đã thống trị trái đất trong suốt một thời gian dài bằng cách gì? Chúng săn mồi ra sao? Kêu a a hay là kêu o? Và những bộ óc với trí tưởng tượng phong phú nhất còn tự hỏi thế giới này sẽ như thế nào nếu như khủng long chưa từng tuyệt chủng? Liệu con người có thể chung sống hòa bình với khủng long hay không? Liệu chúng ta có thể nuôi chúng lấy thịt hay biến chúng thành những thú cưng để bầu bạn hay không? Ngày hôm nay, chúng ta hãy thử trả lời những câu hỏi kiểu như vậy bằng video này nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Trước hết, hãy khởi động bằng việc làm rõ khái niệm. Khủng long, theo quan niệm của khoa học ngày nay, là tất cả những giống loài nằm trong nhánh động vật được gọi là Dinosauria. Những nghiên cứu đột phá từ thập niên 1970 cho đến nay đã chứng minh rằng chim tiến hóa từ một nhánh khủng long thời tiền sử và đã sống sót qua thảm họa tuyệt chủng 66 triệu năm trước. Và quan điểm của nghiên cứu nhánh học cho rằng nếu một nhánh này xuất phát từ một nhánh đã có trước đó thì nhánh mới cũng sẽ là một phần của nhánh cũ. Chim xuất phát từ khủng long, do đó chúng cũng là khủng long. Vì vậy, các nhà khoa học đặt ra hai khái niệm để phân biệt, đó là khủng long phi điểu, tiếng Anh là Non-Avian Dinosaur, có nghĩa là khủng long không phải chim, và khủng long điểu, tiếng Anh là Avian Dinosaur, tức là chim. Toàn bộ khủng long phi điểu đã tuyệt chủng sau sự kiện 66 triệu năm trước, tuy nhiên trong nhóm khủng long điểu vẫn có một số sống sót và tiếp tục sinh sôi nảy nở, phát triển và tiến hóa để trở thành những loài chim hiện đại ngày nay. Do đó, cách nói khủng long đã tuyệt chủng không chính xác, chúng vẫn còn tồn tại bên cạnh chúng ta dưới hình dạng của các loài chim. Tuy nhiên, những khủng long phi điểu như Tyrannosaurus, Triceratops, Ankylosaurus thì đã tuyệt chủng hoàn toàn, và khi nói đến khủng long, hình dung của chúng ta chủ yếu là các loài khủng long phi điểu này. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ xem xét kịch bản nếu như khủng long phi điểu như Tyrannosaurus, Triceratops hay Ankylosaurus không tuyệt chủng thì mọi thứ sẽ như thế nào. Kịch bản đó có thể xảy ra trong trường hợp tiểu hành tinh đi chệch một chút, không đâm vào trái đất, hoặc nó quá nhỏ và cú đâm mà nó gây ra dù có gây thiệt hại nhưng không làm ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái của trái đất và không đủ để khiến khủng long phi điểu tuyệt chủng. Trạng thái của khủng long trước khi tiểu hành tinh Chicxulub đâm vào trái đất cũng là một chủ đề gây tranh cãi giữa các nhà khoa học. Một số nghiên cứu cũ thì cho rằng trước khi tiểu hành tinh Chicxulub đâm vào trái đất 66 triệu năm trước, khủng long trên toàn cầu đang lâm vào một cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học với số lượng loài bị suy giảm so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, những phát hiện gần đây nói lên điều ngược lại khi cho thấy sự suy giảm đa dạng sinh học của khủng long tuy có thể xảy ra ở cục bộ một số khu vực trên thế giới, nhưng trên toàn cầu thì chúng vẫn phát triển mạnh mẽ, cực kỳ phong phú và đa dạng. Khủng long vẫn đang ở đỉnh cao của chúng trước khi thảm họa xảy ra, với một vị thế vững chắc trong hệ sinh thái, chiếm lĩnh hầu hết các nhánh sinh thái quan trọng, đặc biệt là ở trên cạn. Những loài khủng long cận điểu và khủng long điểu cũng đã phát triển khả năng bay lượn, sẵn sàng cạnh tranh với rực long, nhóm nắm giữ độc quyền bầu trời trong suốt nhiều triệu năm. Vậy còn động vật có vú thì sao? Con người lúc này đương nhiên chưa xuất hiện. Động vật có vú thời đại khủng long tuy có khả năng thích nghi tốt, nhưng có thể nói là khá cam chịu trước sự thống trị của các loài bọ sát, từ trên không đến đất liền cho xuống tận biển khơi. Dù những động vật có vú đầu tiên đã xuất hiện từ kỷ Tam Điệp khoảng 225 triệu năm trước, nhưng trong toàn bộ khoảng thời gian này thì động vật có vú chỉ là những giống loài có kích thước nhỏ và chủ yếu ăn côn trùng. Để tránh sự cạnh tranh và bị săn từ khủng long, động vật có vú thích nghi với lối sống về đêm, bởi khủng long chủ yếu hoạt động vào ban ngày. Nhìn chung thì tổ tiên của chúng ta đã quen sống hèn, chui đốt trong những hang đào và ăn những gì khủng long không đụng tới. Chúng cũng trưởng thành sinh dục sớm hơn, sinh sản nhanh hơn nhưng cũng lão hóa nhanh hơn, theo một nghiên cứu mới đây nhất. Tuy có vẻ hèn, nhưng chính sự cam chịu và nhẫn nhịn này đã mở đường cho sự sống sót của động vật có vú sau thảm họa tuyệt chủng của khủng long phi điểu, giúp tổ tiên của chúng ta có thể vươn lên đánh chiếm những ngách sinh thái bị bỏ trống bởi khủng long phi điểu và tiến hóa để có con người ngày nay. Và do đó, trong một kịch bản mà tiểu hành tinh Chicxulub không đâm vào trái đất của chúng ta, chắc chắn mọi thứ sẽ rất khác. Sự thống trị của khủng long cũng như các nhóm bò sát khác có thể vẫn sẽ tiếp tục được duy trì cả ở trên không, đất liền lẫn đại dương, và động vật có vú sẽ rất khó để thoát khỏi những giới hạn đã bị áp đặt lên chúng sự thống trị của khủng long trong suốt hàng trăm triệu năm. Cơ thể động vật cơ vú sẽ ngày càng chuyên biệt hơn để thích nghi với cuộc sống dưới lòng đất, trở thành những giống loài chuyên đào hang, thậm chí có tổ chức xã hội chặt chẽ như chuột rúi trụi lòng ngày nay. Nhiều bằng chứng cho thấy, động vật cơ vú cuối thời đại khủng long đã trở thành những kẻ đào hang chuyên nghiệp để tạo ra nơi trú ẩn an toàn. Trong kịch bản đó thì bạn đừng nghĩ tới việc nuôi khủng long làm pet hay đưa khủng long vào thực đơn, bởi nhiều khả năng con người sẽ không tồn tại đâu. Nếu con người không thể tồn tại, khủng long có thể tiến hóa để sở hữu trí thông minh cao cấp như con người ngày nay và trở thành những sinh vật có khả năng xây dựng nền văn minh hay không? Một số nhà khoa học đã từng xem xét khả năng này và đưa ra khái niệm là dinosauroid, tạm dịch là người khủng long. Họ cho rằng khủng long vào cuối kỷ Phấn Trắng có sự phát triển rõ rệt về não bộ, với thể tích tăng lên dần, và nếu xu hướng này tiếp tục, chúng hoàn toàn có thể đạt thể tích não bộ tương đương chúng ta sau hàng chục triệu năm và đủ sức trở thành giống loài có trí tuệ cấp cao. Nhưng mặt khác, chúng ta đã biết khủng long không tuyệt chủng hoàn toàn và một nhóm loài chim vẫn tồn tại cho đến tận ngày nay, do đó không thể nói quá trình phát triển não bộ của khủng long đã bị gián đoạn hoàn toàn. Trong 66 triệu năm qua, bộ não của chim cũng có sự phát triển nhất định và có những loài chim nằm trong top thông minh của thế giới động vật như vẹt hay quạ, nhưng chúng vẫn không thể có trí tuệ giống như con người. Vì thế không thể khẳng định rằng nếu cho khủng long thêm 66 triệu năm nữa, chúng sẽ trở thành giống loài có trí tuệ cao cấp và xây dựng nền văn minh. Tiến hóa là một quá trình ngẫu nhiên và chúng ta hoàn toàn không thể dự đoán trước nó sẽ diễn ra như thế nào và mang lại điều gì. Sau sự kiện tuyệt chủng 66 triệu năm trước, vốn được xếp vào năm cuộc đại tuyệt chủng trong lịch sử trái đất, thực chất sự sống cũng đã trải qua rất nhiều thử thách và những cuộc tuyệt chủng khác, tuy có quy mô nhỏ hơn, chẳng hạn như là tuyệt chủng kỳ đệ tứ, sự kiện khiến nhiều loài động vật có vũ khổng lồ bị tuyệt chủng. Khủng long khổng lồ như T-Rex nếu có tồn tại đến thời điểm này, nhiều khả năng cũng sẽ bị tuyệt chủng trước những biến động của môi trường và hệ sinh thái. Tuy nhiên, liệu khủng long phi điểu có biến mất hoàn toàn hay không thì cũng không thể nói chắc chắn được. Nếu có đủ thời gian, chúng vẫn có thể thích nghi tốt với những biến động của trái đất, dù là nóng lên hay lạnh đi. Vậy giả sử có một kịch bản khác, trong đó con người và khủng long phi điểu tồn tại song song thì sao? Chẳng hạn như khi tiểu hành tinh đâm vào trái đất, tác động của nó không đủ mạnh để tiêu diệt toàn bộ khủng long phi điểu mà chỉ quét sạch chúng trên một phạm vi nhất định. Rồi sau đó những biến động địa chất dần dần tách hai khu vực đó ra. Ở một bên thì các loài động vật có vú phát triển mạnh mẽ và tiến hóa thành con người như ngày nay. Còn ở bên còn lại thì khủng long vẫn tồn tại, sinh sôi. Và khi con người gặp khủng long trong trường hợp đó thì điều gì sẽ xảy ra? Có thể nói rằng sự tôn trọng và ngưỡng mộ của con người dành cho khủng long trong kịch bản thú vị này sẽ không còn giống như thực tại. Sở dĩ chúng ta tôn trọng và ngưỡng mộ khủng long phi điểu đơn giản là vì chúng đã tuyệt chủng. Sự tuyệt chủng của khủng long và những dấu tích ít ỏi mà chúng để lại chính là điều kiện để chúng ta có thể thoải mái tưởng tượng về chúng, kính sợ chúng trong hình dung của mình. Còn nếu chúng hiện hiện trước mặt của con người, với khả năng của chúng ta thì chúng ta vẫn có thể khuất phục và chinh phục được chúng. Con người đã từng góp phần làm tuyệt chủng nhiều động vật khổng lồ chẳng kém gì khủng long sống cùng thời với mình, như voi ma mút hay voi ngà thẳng khi chỉ có giáo mác và cùng tên. Còn nếu con người đã phát triển đến thời đại của hỏa khí như súng ống và đại bác, thì xin lỗi nha, khủng long chỉ có good game mà thôi. Trong kịch bản đó thì bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến việc nuôi khủng long làm pet hay thưởng thức đùi khủng long trên mâm cỗ Tết hoặc bằng tiệc Giáng sinh. Một số khủng long hoang dã có thể được giữ lại để phục vụ cho việc xây sở thú hoặc nghiên cứu khoa học. Lúc đó khủng long cũng sẽ trở nên bình thường như cân đường hộp sữa, giống như các loài chim thú ngày nay. Hoặc chúng ta cũng có thể thuần hóa chúng để làm thay một số công việc nặng nhọc, chẳng hạn như cày ruộng hay là kéo gỗ. Những loài khủng long có tốc độ sinh trưởng nhanh cũng có thể được nuôi lấy thịt thay cho gia súc thông thường, chẳng hạn như khủng long sauropod lớn có thể tăng đến 5 tấn chỉ trong vòng 1 năm. Nuôi bò thì cùng lắm tăng vài trăm ký mà thôi. Tuy nhiên lớn nhanh thì ăn cũng nhiều và lượng khí thải mà chúng thải ra có thể gây ra những vấn đề không nhỏ về môi trường. Những con khủng long hung dữ như Tyrannosaurus hay Utahraptor có thể trở thành những giống loài được đưa vào đấu trường, nơi chúng có thể tử chiến với nhau để phục vụ cho mục đích giải trí và cá cược. Ở quy mô nhỏ hơn thì người ta có thể không đá gà mà là đá Velociraptor chẳng hạn. Nếu bạn nghĩ đến việc nuôi khủng long làm pet thì cũng đừng quên tham khảo video về chủ đề này của Mê Khủng Long TV xuất bản cách đây chưa lâu. Đó là một vài kịch bản mà chúng ta có thể tưởng tượng ra nếu khủng long phi điểu chưa tuyệt chủng. Nếu các bạn có kịch bản nào khác thì hãy bình luận bên dưới để cùng nhau thảo luận nha. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.